Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Không khí cập nhật phiên bản mới cho máy Montap từ 2.5 lên 2.6 rất là sôi động anh em ạ. Vâng, và ngay hôm nay thôi thì anh em thấy không? Đấy, tại nhà mình là rất nhiều anh em là đã đến đây để cập nhật máy và cũng đang cắm máy trên những bộ cắm máy trên những chiếc xe thực hành để anh em test máy luôn. Vâng, đây là máy mình đang test máy để gửi đi nhé. Vâng, anh em cũng đang ngồi hết ở ngoài kia. Vâng, và công tác cập nhật máy cho anh em thì vẫn liên tục. Đấy, rất nhiều anh em gửi máy đây anh em ạ. Đây, mình đang cập nhật số máy của anh em gửi đến. Vâng, làm hết công suất luôn. Và đây là những cái bộ máy mà mình kết nối thẳng với máy tính để gửi cho anh em. Đây là những cái bộ máy mà anh em nhờ mình mua máy tính nhá, mình kết nối sẵn. Anh em nhìn màn hình giao diện máy Mototap V2.6 rất là đẹp luôn anh em ạ. Vâng, đây là hai bộ máy mình kết nối sẵn với máy tính và gửi đi. Vâng, bộ máy này là của anh Vinh này ở Đắk Lắk này. Đấy, bộ máy này là của anh Hòa, anh đến từ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Là anh cũng chuyển hết tiền cho mình rồi. Và anh dùng luôn máy tính chỗ mình mua giúp cho anh và mình kết nối sẵn luôn. Anh em thấy màn hình đẹp không? 2.6 quá đẹp luôn, thiết kế giao diện tuyệt đẹp. Anh em chỉ cần một giao diện này anh em đã biết được hết thông tin ở trên bộ máy trên chiếc xe của mình anh em nhé. Tất cả thông tin các cảm biến là được gửi về trên một cái giao diện màn hình này hết. Rất là đẹp. Anh em thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những anh em mà nhờ mình mua máy tính ấy thì mình sẽ tặng anh em luôn một bộ ốp máy tính luôn. Anh em nhìn này, một bộ ốp máy tính. Và mình tặng cho anh em luôn một củ nạp luôn nhé. Một củ nạp luôn. Đấy, củ nạp xịn sò anh em nhé. Đấy, bởi vì là máy tính ấy, mình mua cho anh em thì mình cũng cần phải mua cái củ sạc xịn. Đấy, và củ sạc này là mình mua tặng anh em luôn nhé. Đấy, tặng một củ sạc xịn và một bộ ốp máy tính luôn. Nếu anh em nào nhờ mình mua máy tính nhé. Máy 11 inch, màn hình rất là to. Cấu hình rất là tốt, chạy nhanh, sầm sập luôn. Vâng, đây là của anh Hòa. Đấy, đây là của anh Hòa ở Đồng Nai. Đây là của anh Vinh ở Đắk Lắk. Anh em này, Gia Lai, mình xin lỗi nhé. Anh Vinh là anh đến từ Gia Lai. Hai bộ máy tên đường. Vâng, đây còn là anh em thì cũng mang máy đến vừa mình mới cập nhật xong đây và đang test máy đây. Đấy, đây. Đấy. Đấy. Rồi, máy sẽ tự kết nối rồi. Công tác kiểm tra máy trước khi gửi cho anh em là luôn rất là cẩn thận để khi mà anh em mà đã có bộ máy về cùng với máy tính đã thành một cặp rồi là anh em chỉ bật khóa điện lên kết nối với xe. Kết nối với xe anh em bật khóa điện lên là máy đã tự động kết nối với nhau rồi. Vâng, công tác kết nối mình đã hoàn thiện cho anh em. Vâng, những anh em nào mà trước đây mà dùng điện thoại mà có nhu cầu mà kết nối với máy tính bảng mà nhờ mình mua thì mình sẽ mua giúp và mình kết nối luôn nhé anh em. Khi mình gửi máy về, máy tính về là anh em dùng luôn, anh em không cần phải kết nối gì nữa nhé. Vâng, một giao diện màn hình tuyệt đẹp luôn. Mình ga lên nhé. Anh em thấy cảm biến vị trí bấm ga là thay đổi luôn. Rất là đẹp. Các tín hiệu chân chống cạnh là đều thể hiện hết ở trên màn hình anh em ạ. Đấy, anh em nhìn này, on off rất là tốt này. Đấy. Đấy, tín hiệu đè này anh em này. Đấy, anh em chỉ cần nhìn trên đây là anh em biết được các tín hiệu có hoạt động tốt hay không đúng không ạ. Đấy, chân chống cạnh gạt lên này, khởi động máy này và vâng, với một giao diện màn hình như này anh em thấy là tất cả mọi thông tin đã được hiển thị, anh em không cần trượt, anh em không cần phải trượt màn hình như trước đây nữa. Vâng, quá đẹp luôn anh em ạ. Vâng, đây là chiếc máy thứ nhất này. Đây là chiếc máy thứ hai này. Quá tuyệt vời. Phiên bản 2.6 này công ty DTG ô tô làm rất là đẹp. Rồi, chiếc máy thứ hai. Tín hiệu chân chống cạnh on off. Anh em nhìn thấy rất hay. Tín hiệu khởi động này, anh em nhìn này, tín hiệu khởi động này. Rồi.
Vâng, chiếc xe này mình đang đánh tan cho anh em học nghề. Đấy, mình tháo buji rồi nên là không nổ máy nhá anh em nhá, không nổ máy. Xe này là mình để anh em học nghề cũng mấy hôm nay rồi cho nên là nó bị rất là yếu điện anh em nhá, rất là yếu điện. Anh em nhìn thấy điện áp ắc quy yếu lắm. Rồi, chiếc xe này đang nổ máy đây anh em. Đấy, vậy thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua máy tính, đấy, trước đây anh em mà dùng điện thoại đấy mà bây giờ mua máy ở chỗ mình mà có nhu cầu mua máy tính hộ thì mình sẽ mua giúp anh em nhé, và mình kết nối sẵn. Đấy, thì mình sẽ tiện thì mình sẽ kết nối luôn cho anh em, và mình sẽ tặng luôn một bộ ốp và một củ sạc xịn sò bên ngoài luôn anh em nhé. Vâng, vậy là hôm nay thì hai bộ máy lại tiếp tục đi Gia Lai và Đồng Nai anh em ạ. Vâng, còn rất nhiều anh em cũng đang gửi máy về cho mình cập nhật giúp. Nhiều khi anh em lại không có máy tính anh em ạ. Đấy, cập nhật thì cũng rất đơn giản thôi, mình đã làm video cập nhật rồi. Đấy, nhưng mà anh em lại không có máy tính, cũng ngại mượn, cho nên là anh em gửi về cho mình cập nhật hộ. Vậy thì anh em mà không cập thì tự cập nhật được. Đấy, thì anh em cứ mang đến cho mình cập nhật hộ xong là mình sẽ lại gửi về cho anh em nhé. Vâng. Đấy. Đấy, con trai mình cũng hoàn toàn đang tự động cập nhật cho khách hàng luôn, mình cũng không cần phải cập nhật mà toàn con trai mình cập nhật hộ thôi. Là cháu làm cũng rất là tốt, đang cập nhật máy cho khách hàng. Vâng, bác đến từ Cẩm Giang kia anh em này, đấy đợi. Đấy, đang cập nhật cho bác. Những máy mà anh em mà bị hỏng vỏ ni lông nhá, đấy mà bị hỏng vỏ rồi thì khi mang đến chỗ mình cập nhật ấy, gửi về chỗ mình nhá, mình sẽ bọc lại mới cho anh em luôn nhá. Bọc lại sẽ bọc như máy mới luôn anh em ạ. Ok chưa, được chưa, đẹp chưa, quá đẹp đúng không? Vâng, máy môn táp anh em thấy giờ màn hình quá đẹp luôn anh em ạ, quá tuyệt vời. Vâng, còn kia là những bộ đồng hồ đo điện của hãng Fujitsu và những bộ đồng hồ đo áp mình cũng đã lên đơn và để gửi tới anh em rồi kìa. Đấy, anh em mua đồng hồ Fujitsu rất đông nhá. Anh em lưu ý nhá, đồng hồ Fujitsu trên thị trường là có đồng hồ nhái nhá, anh em lưu ý nhá. Đấy, cho nên là đồng hồ xịn sò thì nó tiền nó hơi cao, thế nhưng mà nó là hàng chính hãng, anh em yên tâm, mình bảo hành cho rất là chu đáo cho anh em nhá. Đây kia là những cái bộ đồng hồ mình đã đóng vào rồi để gửi cho anh em. Vâng, vậy thì về cuối video, anh em nào có nhu cầu về máy môn táp, rồi các bộ ghim mạch điện, các bộ đồng hồ đo điện, rồi các bộ đồng hồ đo áp thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhá. Những anh em mua máy môn táp thì mình luôn gửi những phần quà khuyến mại theo máy cho anh em. Đấy, những bộ sách tài liệu sơ đồ mạch điện mạch lẻ in màu bóc tách rất là dày, hơn 1.000 trang tài liệu anh em nhá. Đấy, rồi là mình sẽ tặng anh em tài liệu xem thông số hiện hành ở trên máy nhá, cách phân tích thông số hiện hành ở trên máy. Đấy. Và rất là quan trọng là sau khi bán hàng mình còn hỗ trợ kỹ thuật cho anh em, và anh em phải nên nhớ là hỗ trợ chuẩn kỹ thuật nhá. Đấy, nhiều anh em là trước đây cũng tâm sự đấy, mua máy nhưng mà bây giờ gọi về thì không biết hỗ trợ kỹ thuật. À, hỗ trợ kỹ thuật thì vì không được đào tạo bài bản cho nên anh em hỗ trợ một cách rất là có thể nói là cũng chả hiểu gì cả. Đấy, hỗ trợ nói thì cũng không chuẩn kỹ thuật, một hai là hỗ trợ nói không đâu với đâu cả, anh em cũng không hiểu và cũng không tìm ra bệnh. Đấy, cho nên là cái công tác hỗ trợ là rất quan trọng. Bởi vì sao, mình là một người thợ anh em nói là mình là một người thợ thực chiến. Đấy, vừa cung cấp máy mô táp cho anh em nhưng mà mình cũng đồng thời là một người thợ trực tiếp sửa chữa ở cửa hàng hàng ngày, cho nên là tất cả những cái gì khó khăn đấy, hay nói một cách khác là mình là một cái người rất là gần gũi với anh em. Đấy, vì cũng như là anh em thôi, cũng thợ cũng thực chiến hàng ngày thôi. Đấy, công việc chữa xe cũng rất là bận rộn và tất cả những cái gì mà khó khăn thì mình cũng đều nắm bắt được. Đấy, cho nên là mình rất là gần gũi với anh em. Đấy, cho nên là công tác hỗ trợ kỹ thuật cho anh em yên tâm nhé. Vâng, vậy thì anh em có nhu cầu về các sản phẩm từ nhà phân phối của mình, đặc biệt là máy môn táp, thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em nhé. Vâng, số điện thoại duy nhất của mình anh em nhìn thấy trên màn hình này, đây là số điện thoại duy nhất của mình nhé. Vâng, công đoạn test máy thì có thể nói là rất là tốt rồi. Đấy, khi gửi máy tới anh em là kết nối rất là chuẩn luôn, màn hình rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Mọi thông tin anh em cứ liên lạc với mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Mình xin kết thúc video này ở đây nhé. Và
Xin hẹn anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.